Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin chào quý vị, xin mời quý vị cùng với chúng tôi chấp ta lại niệm danh hiệu Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam M mô Bổnư tinh Ca Mộ Ni <Người> phẩm Nam Mô Bổn Sư tinh Ca M mô Ni phẩm vô tượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếm nạn tao hùng ngã kiếm kiến văn đáng thọ trì nguyện giải như lai chờ tiền nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin chào quý vị Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Phạm Võng Giới Bồ Tát Kỳ trước chúng ta học về giới không có được sát sanh hại mạng Bây giờ chúng ta sẽ học qua về cái giới thứ hai là cái giới không trộm cướp Ừ, thì chúng tôi xin à, đọc cho vị nghe ha ừ. nếu phật tử tự mình trộm cướp bảo người trộm cướp phương tiện trộm cướp nhận đến dùng bùa chú được trộm cướp nhân trộm cướp chuyên trộm cướp cách thức trộm cướp tất cả tài vật có chủ dù là của quỷ thần à, hay kẻ giặc cướp nhận đến một cây kim một ngọn cỏ đều không đạn trộm cướp là phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi lòng hiếu thuận thường giúp mọi người được phước được an vui mà trở lại trộm cướp tài vật của người phật tử này phạm bồ tát ba la di tội ừ, đó là cái điều giới à, trộm cướp ha đối với hàng phật tử chúng ta à, Tất cả đều là biết những cái điều này Chúng ta biết rằng là đối với con người hay chúng sanh Ai cũng muốn sống hết, muốn giữ gìn tài sản của cải của mình Nếu mà mình giết họ, tức là cướp, lấy cái mạng của họ Còn nếu mình lấy đồ vật, tài sản của cải, thức ăn, nước uống, vân vân À, không có duy trì được cái mạng sống của họ họ có thể à, khó mà sanh tồn à, cho nên à, đối với đức phật à, đức ngài chế cái giới này à, đây là cái giới à, tiếng anh gọi là golden rule là cái à, luật lệ vàng luật lệ chung cho tất cả à, mọi người tất cả tôn giáo À, chứ không phải chỉ có riêng có Đạo Phật không thôi ừ, Vì đây là cái điều căn bản ừ, Ai cũng muốn giữ gìn thân mạng của mình Ai cũng muốn giữ gìn tài sản của cả của mình à, Chứ không có ai muốn mất thân mạng mình, mất tài sản của cả mình hết ừ, Nên uh, trong Kinh uh, Đại Trí Độ Luận uh, Ngài Long Thọ có dạy là Tất cả chúng sanh trên thế gian nương nhờ áo cơm mà sống còn, nếu như cướp đoạt lấy của người, tức là cướp đoạt sinh mạng người, uhm, ai cũng muốn sống, ai cũng muốn à, êm ấm, à, tất cả đều nương nhờ áo cơm mà sống còn. À, nhưng nếu cướp đoạt lấy thức ăn, nước uống Lấy của cải của họ, tức là cướp đoạt lấy cái sinh mạng của họ, uhm, cho nên lý do tại sao mà Đức Phật ngày dạy đó không được lấy ở chỗ đó. À, à, người mà trộm cắp tức là có cái tâm lấy cái đồ vật của chú à, không cho à, mà tự lấy, à, không cho tự lấy có nhiều cái à, cách thức là cướp lấy, tức là dùng sức đoạt, sức lực đoạt cái tài vật của một người hay của nhiều người một cái trắng trợn cách công khai à, như chúng ta à, có à, hải tặc nè có cướp biển hay có những cái sự cướp bóc à, trong cuộc sống hàng ngày nên à, tức là bất cứ à, à, những tên cướp đó họ lấy tài sản của cải của người khác bằng vũ lực hoặc đe dọa vùng vũ lực hoặc là gây sợ hãi à, 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 để mà người khác à, phải đưa à, có, họ có thể dùng à, vũ khí à, à, có thể à, không giết chết người hay giết chết người khi mà họ cướp đoạt à, hoặc là dùng à, xe cộ vân vân à, hoặc là dùng những cái sự đe dọa à, nạn nhân khiến cho họ à, lo sợ à, bắt họ khiến cho họ lo sợ phải đưa những cái tài sản của cải đó đó ừ, nên đó là cái sự cướp giật ha. À, như chúng ta thấy đối với một số phật tử của chúng ta trong đây đó khi xưa đi dược biên đó, cũng đã từng à, gặp những cái điều này là bị hải tặc ha. À, họ à, cướp lấy cái tài sản à, cướp vàng à, cướp à, tiền bạc vân vân. Của những người tị nạn à, à, Dầu cho người chủ có bằng lòng hay không họ dùng cái sức lực họ dùng quyền thế họ dùng à, vũ khí vân vân à, dùng sự đe dọa à, đánh đắm vân vân để mà cướp lấy à, những cái tài vật của người khác à, rồi à, đem về làm của của họ à, rồi thứ hai là trộm lấy À, trộm lấy tức là ai cũng biết ha à, là khi mà người chủ không để ý à, có thể thừa dịp để mà lấy rồi đem đi à, um, à, có thể giống như nhà chúng ta không có khóa đàng hoàng họ vào họ ăn trộm à, họ bẻ khóa mở tủ đập rương lấy đồ vật đó là loại mà trộm lấy ừ. à, có rất là nhiều cái À, cách mà họ trộm lấy ha? Ừ. À, thì chúng ta biết đó, à, à, bất cứ ai mà lấy đi cái tài sản của cải người khác một cách không có trung thực à, lấy tài sản à, quyền sở hữu của người khác mà không có đồng ý không có sự đồng ý của người chủ à, di chuyển cái tài sản cái của cải cái vật đó À, qua cái chỗ chính, à, chỗ đầu tiên, lấy ví dụ như có người họ để một cái đồng hồ ở trên bàn à, ở trong lớp học chẳng hạn, ừ, mà mình đi nghe mình lấy á, rồi mình bỏ qua chỗ khác cũng là ăn cắp, á, từ vì à, dời đi cái vật đó ừ, và à, làm cho À, người chủ đó bị mất của à, cho nên đó cũng là tội à, trộm cắp hoặc là vào nhà hoặc là vào tàu thiền à, của người chủ hoặc vào bất cứ chỗ nào à, mà lấy à, những cái đồ vật của người chủ đi à, à, để à, dời cái món đồ đó đi Đấy, đương nhiên thì à, À, tùy theo cái xứ sở, tùy theo chỗ nơi, có khi mà những cái đồ vật đó có giá trị, à, hoặc là có khi có những đồ vật đó không có giá trị nhiều, ừ, thì à, thì chúng ta nói đây là đồ vật có giá trị, ha. Ừ, à, rồi họ cũng, tôi nói những người trộm cướp á, họ à, dựa vào những cái trường hợp khẩn cấp, rồi họ vào nhà người khác. À, những lúc mà có thiên tai hoạn nạn chẳng hạn, à, à, họ vào nhà của những người chủ mà đi đánh à, bảo lục vân vân, rồi ừ. à, họ vào nhà để ăn cướp ăn, ăn trộm à, vào bút đêm chẳng hạn à, mà người chủ không biết à, à, hoặc là họ có những sự tổ chức của một người hai người và nhiều người trở lên, à, à, họ à, Cướp vào à, Bất cứ lúc nào ha. À, Giờ chúng ta thấy bên Cali đó Có những video clip đó à, Là họ vào những Cái siêu thị à, Những cái shopping center đó nó, Họ đập phá nhất là những cái Tiệm vàng ha, Những cái tiệm Mà bán đồ có giá trị đó nó, Họ đập phá rồi họ lấy Vì bên Cali Học à, Học À, gọi là pass qua cái đạo lực là à, Nếu mà lấy dưới một ngàn đồng á Ngàn đô á Thì không có à, Bị truy tố ha. Nên à, Cái đó là Điều mà đối với những cái người họ không có Cái lương tâm ha. Họ à, Vào những cái chỗ đó mà lấy trộm cướp Đồ vật của người khác Nhất là Những chỗ thương mại ha. Những chỗ văn phòng Ờ à. Rồi um, họ có thể uh, đeo mặt nạ, họ có thể uh, giả dạng, uh, họ có thể sao chép uh, chìa khóa, uh, họ có thể trộm cướp uh, của uh, người bình thường, họ có thể trộm cướp uh, những tài sản của quốc gia, uh, của thành phố, uh, trộm cướp những giấy tờ tùy thân, giật bóp vân vân. và À, có thể trộm à, cướp một cách tổ chức như trộm cướp xăng dầu à, trực tiếp hay gián tiếp vào đường ống hay là trên biển chẳng hạn à, hoặc là đánh à, cấp à, một phần mạng lưới điện khí hóa viễn thông thủy lợi quốc gia v v Đó, à, hoặc là trộm lấy những cái gì mà gây nguy hiểm an toàn cho giao thông cho xã hội ừ. <laughs> hoặc là ừ, trộm cướp những cái ừ, món đồ lớn à, ừ, nên tùy theo tiểu bang tùy theo một cái quốc gia có những cái ừ, điều luật khác nhau nhưng mà đó xã hội càng văn minh chừng nào ừ, thì càng có những cái sự trộm cướp nó tinh vi ừ, nhiều chừng đó ừ, như lừa đảo thẻ tín dụng chẳng hạn các quý vị cũng biết ha, đôi khi uh, có những người mà họ chỉ đi ngang qua mình thôi là họ scan cái uh, cái qr của mình, họ dùng, cho nên mình phải cần cẩn thận. Nếu giả sử mình coi cái uh, băng statement của mình á, uh, nếu mà nó có những cái trạc mà nó lạ, thì mình phải báo lên nhà băng liền, uh, thì họ sẽ can thiệp. Còn nếu không á, uh, họ mình sẽ bị uh, mất cái số tiền trong đó hoặc mình phải đổi cái thẻ tín dụng ừ, nên à, mình phải biết những cái điều đó để mình tự bảo vệ mình hơn à, nên à, có rất là nhiều nhiều cái sự à, trộm cướp à, à, vì họ muốn lấy đồ của người khác à, cho chính bản thân họ à, à, rồi à, họ có thể trộm cướp những cái tác phẩm nghệ thuật, à, cướp à, nhân hàng, cướp những cái à, thương hiệu, à, cướp xe cộ, à, à, hoặc là à, tống tiền chẳng hạn, à, hoặc trộm cướp à, những cái máy laptop, máy tính xách tay để họ lấy những dữ kiện cá nhân, à, họ trộm cướp kim loại, à, xe cộ hay là những cái đồ bán lẻ vân à, vân à, có rất là nhiều à, cái cách cái điều cái vật mà họ à, trộm cướp à, rồi à, bên cạnh đó đó bên cạnh những cái tài sản bằng hiện vật đó, như tiền bạc vàng bạc à, à, củ cải vân vân thì có những cái tội phạm kinh tế ha ăn cắp, à, lấy những cái dự kiện của những cái công ty lớn à, đem về để làm những cái sở hữu của mình để chế ra những cái món đồ đó vật đó ha. Ừ, hoặc là lấy những bản quyền của những cái à, invention là những cái sở hữu trí tuệ ha, là những cái gì mà người khác à, họ làm ra, phát minh ra rồi lấy những cái dự kiện đó để làm cho mình Ừ, hoặc là à, đối với vấn đề mà viết lách à, trộm cướp lấy cái um, à, sao chép sao chép những uh, bản văn à, những quyển sách à, của một người này nhiều người khác vân vân à, đem về viết cho mình cho nên um, đối với chúng tôi ha, khi mà chấm bài cho các em á, à, có những cái uh, software đó à, À, sẽ chắc những cái um, dữ kiện đó, đó, những cái câu, những cái lời văn uh, mà nếu uh, không phải tự do những sinh viên đã viết đó, uh, đó gọi là đạo văn, uh, dẫu là một câu, một paragraph uh, hay, hay một cái bài văn vân vân, cho nên bất cứ gì cũng có bản quyền nhất là ở Mỹ này đó đều có bản quyền hết. Uh, nếu mà mình lấy những cái món đồ à, gọi là những cái hiện vật à, um, có hình tướng hình thức đó, thì đó là mình thấy rõ còn lấy những cái à, 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 món đồ mà à, do người khác làm ra mình gọi là cái quyền sở hữu trí tuệ đó à, tà, sự sáng tạo của trí óc những cái tác phẩm nghệ thuật à, thiết kế hình ảnh video biểu tượng tên À, rồi doanh nghiệp, uh, cá nhân uh, hoặc là một quốc gia, một cái thành phố bất cứ ai mà có cái quyền sở hữu về những uh, tác phẩm đó, những cái vật đó đó, tuy không có hình tướng nhưng mà đó là cái sở hữu trí tuệ đó, um, cho nên ở mỹ khi mà có người nào mà họ invent, họ chế tạo ra một món đồ nào đó hoặc là viết um, một cái software nào đó điều xin apply cái pardon là cái quyền sở hữu của cái tài sản trí huệ đó đó và cho nên khi mà vấn đề mà viết lách đó khi trích một cái đoạn văn từ bất cứ ai thì phải ghi rõ mình trích từ đâu chứ không phải là tự nhiên mà lấy muốn lấy thì lấy Tuy nhiên trong Đạo Phật thì thực sự không có cần cứ gọi là copyright Những gì mà liên hệ với Đạo Phật à, Nhiều người sao chép cũng được miễn sao sao chép lời Phật dạy cho đúng Chứ không phải là sao chép rồi lại à, à, gọi là thêm thắt à, Khiến à, viết sai lời Phật dạy đó à, Nên đa phần là kinh điển thì không có copyright, không có quyền sở hữu Nhưng mà À, đối với chúng ta mỗi phật tử khi sao chép chúng ta cũng phải nói ở đây mình sao chép từ kinh này từ cái website nọ vân vân à, nên à, đối với những người mà trộm cắp tài sản trí Huệ đó đó là hành vi cướp đoạt cái ý tưởng sự phát minh sáng tạo sản phẩm à, của một người hay nhiều người à, à, nên nếu mà có sự trộm cướp như vậy á gây ra tổn hại danh tiếng, tổn hại uh, doanh thu uh, kinh doanh của cái người chủ uh, nên uh, giờ tại sao mà uh, ngay cả ở Mỹ này đó uh, có những cái ủy ban chống trộm cướp tài sản trí tuệ uh, thì hàng năm uh, mất cái tài sản trí tuệ uh, có thể lên đến khoảng 600 tỷ đô la đó do đó mà vấn đề mà an ninh mạng bây giờ ở Mỹ rất là quan trọng nhất là những nhà băng hay bất cứ công ty lớn nào đều có những cái người mà lo vấn đề an ninh mạng cho những website vân vân nhất là bây giờ dùng trên mạng trên vi tính rất là nhiều nên trong cái thế giới mà kỹ thuật số này đó Uh, có những người mà trộm IP là in, uh, intellectual property đó uh, uh, rất là nhiều. Uh, thì ngay cả những cái người mà làm nhân viên làm công uh, hoặc là những đối thủ uh, cạnh tranh hoặc là những tin tạc chẳng hạn uh, uh, họ muốn khai thác những cái cơ hội uh, để mà đánh cắp những cái tài sản trí huệ đó uh, uh, để họ Uh, chiếm đoạt cái quyền sáng tạo để họ tạo ra cái món đồ đó, cái vật đó, hay cái bản quyền đó uh, nên uh, tại sao chúng ta thường nghe nói có những người gọi hacker ừ. Ha? Uh, họ uh, truy cập trái phép vào uh, uh, email của mình, uh, rồi website, uh, rồi vào nhà băng vân vân uh, bằng những cách là họ gửi thêm những cái phần mềm độc hại đó, chắc đa số người biết ha. Chỉ khi mà chúng ta biết được cái email của bạn bè mình, đó, thì mình mở hoặc là ngay cả những người bạn bè mình đó, đôi khi họ bị hack à, mà họ cũng biết nữa, đó, rồi họ chiếm đoạt cái tên nhất là trong Facebook đó, mình phải cẩn thận những cái gọi là social media đó, à, phải cẩn thận là có người bị đánh cắp cái, cái tên à, à, trong Facebook rồi họ kêu gọi à, à, người này người nọ để giúp đỡ họ làm bộ họ nói đó cái người mà bị đánh cắp bị thương hay bị à, vào nhà thương bị tai nạn vân vân à, rồi họ kêu gọi gửi cái tiền à, đến cái một cái ba khao gì đó đó nên trước khi mà chúng ta à, à, click on ha, mở một cái à, email nào chúng ta phải coi coi uh, những người đó đó những cái email đó có thật sự là um, authentic là chánh đáng hay không chứ bằng không chúng ta cứ click uh, họ gửi những cái phần mềm độc hại uh, để họ uh, nhập vào cái dữ liệu, nhập vào cái hệ thống computer của mình đó. Um, họ sẽ access vào um, uh, biết um, uh, security của mình sơ sang sinh xã hội À, những dưới tiết kiện cá nhân à, rồi họ à, có thể vào nhà băng của mình à, rồi họ lấy tiền của mình hoặc là dùng cái số an sinh xã hội của mình đó à, để họ mở nhà băng à, hay là mượn tiền vay tiền vân vân đó đó nên mình phải cần à, cẩn thận những cái phần đó nhất là thời bây giờ rất là phức tạp nhất là bây giờ à, đối với um, À, không gian trong à, cái thế giới kỹ thuật số này à, à, rất, rất là đa dạng, rất là phức tạp nên phải cẩn thận nếu à, mà mình chỉ liên lạc với vài con người thôi đó, đó thì à, không sao mà nếu mình liên lạc nhiều người nhất là liên lạc Việt Nam vân vân thì mình phải cẩn thận ha. nhất là mình phải biết được à, những ai mà gửi email đến mình đó, rồi đương nhiên à, đó là một phần rồi à, đôi khi họ cũng gọi điện thoại nữa à, họ giả danh IRS à, họ giả danh sở thuế à, à, giả danh chính phủ vân vân để đe dọa mình để trả thuế vân vân hoặc là gửi những cái thư à, bắt mình phải trả tiền thì những cái phần đó đó nếu mình không biết tiếng anh á có thể mình nhờ con cháu hay là nhờ ai đó để cô lại À, trước khi mình trả tiền à, Và nhất là khi Mình đi đâu á Phải cẩn thận về à, Cái số an sinh xã hội của mình à, Đừng có đem theo à, Còn những cái credit card Mình dùng á thì cũng cẩn thận à, Khi mình là Mình dùng à, khi đổ xăng Vân vân à, Nếu mà thấy những cái Chợt mà nó lạ đó Mình phải báo cho nhà băng biết Để họ xem Họ Uh, chắc lại có đúng hay không, uh, rồi cũng có uh, những người mà họ ăn cắp uh, gọi là tiền bitcoin á, uh, 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 thì nói chung rất là phức tạp mà đa phần uh, theo uh, uh, báo cáo của uh, uh, an ninh mạng ở Mỹ đó thì 56% phần trăm á sự cố an ninh mạng liên quan đến uh, nhân viên hoặc là uh, company hoặc nhà thầu họ không có cẩn trọng. À, cho nên khi mà thấy những uh, cái email họ nghĩ tưởng là bạn bè, người thân hay người làm trong hãng xưởng đó, họ click vô đó thì họ bị những cái email đó email có những cái mã độc á, uh, họ chiếm lấy cái uh, uh, những cái dữ kiện cá nhân của mình trong máy của mình. Uhm, cho nên uh, À, mình phải cẩn trọng để bảo vệ chính mình à, bảo vệ người thân của mình à, bảo vệ ừ, cái chỗ làm của mình ừ. à, và ừ, à, cuộc sống nó càng à, phức tạp chừng nào mình phải càng cẩn trọng chừng đó đó ha. À, nhất là nếu mình không có hiểu tiếng anh ừ. à, rồi khi mà có những chuyện mà bị à, đánh cắp à, số an sinh xã hội à, thực sự rất là đau đầu tôi cũng biết cũng có một cô phật tử cũng bị hát cũng bị ăn cắp lấy cái số an sinh xã hội rồi họ mở nhà băng rồi làm đủ thứ hết trơn rồi biết bao nhiêu năm cứ nói chính phủ cầm lên mà họ, họ giải quyết rất là chậm vì những cái điều này xảy ra rất là nhiều ở xứ mỹ cho nên chúng ta phải cẩn trọng để tránh những trường hợp đó nếu xảy ra rất là nhức đầu ha nói chung đó là vừa tài sản vật chất mà vừa tài sản trí huệ nữa thì mình là người phật tử chân chánh chắc chắn là mình không có dướng mắt vào những cái điều đó mình học mình để hiểu hiểu họ dùng biết nhiêu cách để trộm lấy những tài sản Uh, của cải bằng vật chất Bằng hiện vật uh, Họ cũng dùng nhiều cách uh, Để mà họ lấy những tài sản của cải uh, Qua mạng Hoặc là ăn cắp ăn trộm Những cái sự sáng tạo uh, Nói là sở hữu tri thức um, Rồi Kế uh, um, đến là dọa lấy uh, Là biết người nào đó Có tiền bạc nhiều uh, Có tài sản nhiều cho nên Đe dọa đó, hoặc là biết người nào đó họ có những cái sự bí ẩn hay à, giữ những tài sản của cả quý báo đó à, dùng cớ này cớ nọ để uy hiếp à, để dò nạt để lấy à, à, và ngay cả bây giờ chắc quý vị cũng biết ha những cái vị nào mà à, đặt những cái máy máy tim máy để mà trợ tim rồi sau này cũng có những cái máy trợ bao tử nè vân vân à, nếu mà không cẩn trọng đó, có thể bị hát à, bị những người hacker đó họ hát vô rồi còn trhôn à, Control những cái người mà gắn những cái máy đó đó à, rồi họ phải trả tiền cho những người hacker cờ đó đó à, vì một lần mà gắn cái máy đó vô không phải dễ mà cũng không phải rẻ ừ, mà khi bị hát rồi đó à, rất là nhức đầu hơn ừ, à, nên à, chúng ta thấy hơn Uh, có rất nhiều cái mặt rất là phức tạp, uh, rất là nhiều lần trăm lần ngàn lần uh, so với thời Đức Phật còn tại thế cách đây hơn hai sáu trăm năm ha? Uh, nhất là uh, thời digital này huh? thời uh, mạng uh, uh, này đó, uh, rồi họ có thể dối gạt uh, mà lấy À, dùng những cái phương pháp phương tiện này phương cách này để dối gạt người khác à, rồi khi mà người chủ phát giác ra đó thì đã biết rằng mình bị lừa rồi à, tiền của đã mất rồi ừ, thì ở đây đó nhưng tôi nói đó khi chúng ta mất uh, số an sinh xã hội mất uh, thẻ tín dụng credit card uh, hoặc bị hack của computer vân vân thì mình phải hoặc là báo nhà băng liền Ừ, hoặc là bài báo cảnh sát liền à, để họ giúp mình à, đương nhiên nếu mình không có biết tiếng Anh nhiều phải nhờ con cháu người thân mình giúp mình à, à, họ Mỹ họ cũng có những cái uh, department à, những agency mà họ giúp cho người dân à, cầm lên những cái điều đó đó à, rồi à, ở đây đó ha. À, chúng ta cũng biết không à, à, không phải chỉ tự mình à, Đức Phật dạy đó không phải chữ tự mình à, cướp giật hay là ăn trộm cướp nữa nếu mình giúp cho người khác cũng là vi phạm tội luôn à, à, nên à, ở trong đây đó ha, trong cái phần giới pháp đó Đức Phật ngài dạy đó là không được à, tự mình trộm cướp à, không bảo người trộm cướp à, À, rồi à, à, dùng những cái phương tiện trộm cướp Rồi ngay cả dùng bùa chú, bùa chú hồi xưa Chứ đương nhiên bây giờ mình ít có nghe đó, Nhưng mà bây giờ lại trộm cướp qua mạng chẳng hạn Rồi đó, nhiều cái cách thức Đối với những người mà họ không có tâm lành thiện Họ không có à, biết à, à, nhân quả Và nhất là nếu với Phật tử chúng ta đó ha đã phát tâm uh, thọ giới Bồ Tát rồi đó uh, Thì chúng ta phải phát tâm từ bi uh, Phát tâm bố thí uh, Có cho ra uh, Thì mới có phước báo Còn nếu mà mình trái lại Mà lấy vào uh, Không những lấy vào uh, Cho mình lại là, là tìm mọi cách để lấy vào Bằng cách mà trộm cướp như vậy đó Thì nó trái với cái bổn hoài của chư Phật Trái với cái tâm hạnh uh, Của À, người phật tử đừng nói chỉ là người mà phát tâm hành hạnh bồ tát ừ, cho nên à, đây là những điều căn bản mà chúng ta cũng biết á, để chúng ta hiểu ừ, nên nói chung đó, là bất cứ những cái tài sản của cải của người khác người ta không cho mình lấy tìm mọi cách để lấy đó, à, à, dùng à, sức lực À, dùng sự đe dọa để mà lấy, à, dùng trộm cắp để mà lấy, dọa nạt để lấy, hay dối gạt để lấy vân vân. À, nên à, những cái điều này chúng ta phải tránh, ha. À, nhất là đối với những đồ vật à, hay là những sở hữu à, trí tuệ của một công ty, à, tư nhân hoặc là ngay cả chính phủ cũng vậy. À, nếu mà không có sự đồng ý sự chấp thuận của người khác một cái công ty đó hay là luật pháp không có cho phép á à, mình lấy đó thì à, mình cũng phạm phải cái điều đó à, nhiều khi có những à, cái điều nhỏ nhặt mình nghĩ rằng nó không quan trọng à, lấy ví dụ như à, mình làm cho một công ty chẳng hạn họ có cái máy, máy in à, lớn chẳng hạn máy in lẹ máy in lớn in trắng đen hoặc in màu à, thì nếu mình xin phép người chủ hay người manager mà cho mình in uh, In trắng đen, in giấy màu uh, Hoặc là mình nói rằng mình in rồi mình trả tiền lại Thì đó là đúng, không có gì mà ngại mà sợ hết trơn á Còn nếu mà mình in mà mình không có báo cho họ biết Đó cũng là sự trộm cướp nữa Tuy rằng nó nhỏ nhặt, nó không có bao nhiêu uh, Nhưng mà đối với... Uh, một công ty hoặc là nhỏ hoặc là lớn nếu mà làm vậy hoài đó thì là mất đi cái doanh thu của họ nhất là những cái công ty nhỏ hay những hãng xưởng nhỏ chẳng hạn những cái tiệm nhỏ chẳng hạn rồi dễ nhất thiết thực nhất chúng ta cũng biết nhất là xứ mỹ này đó có những cái dịch vụ À, công cộng ha, lo an sinh xã hội vân vân đa phần dựa vào cái tiền thuế của người dân à, nên khi mình chúng ta đi làm à, chúng ta cũng phải nên đóng thuế đoàn quan à, à, nếu chúng ta trốn thuế đó là một cái cách à, ăn trộm cướp à, tiền công của chính phủ không có góp công góp sức cho cái xã hội này à, cái đất nước này cu mang chúng ta À, nên đối với người Phật tử chân chánh thì chúng ta làm bao nhiêu chúng ta phải cố gắng à, chân thật mà khai bấy nhiêu à, đương nhiên cũng có những điều tế nhị đôi khi à, làm à, à, lấy tiền mặt hơn nữa à, trả chấp phần người vân vân đó là những cách mà mình không có nên à, à, đó là mình không có trung thực rồi mình À, tạo nghiệp cho chính mình Nên khi mình có sự trung thực như vậy đó á, Mình sống ăn an tâm á, Ngủ mình ăn tâm Không có lo, không có sợ gì hết trơn á à, Còn nếu mình không có sống cách trung thực á à, Thì tâm mình lúc nào cũng bất an à, Khoan nói việc mà mình Hành hành Bồ Tát Mình phải cho ra nhiều à, Chia sẻ nhiều hơn ừ. à, Rồi có những cái người Mà nhiều khi à, không trực tiếp uh, uh, khai thuế lậu hay khai thuế khống uh, 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 cho chính mình mà khai cho người khác uh, để mà có nhiều khách hàng á uh, tức là những người mà lo làm thuế uh, uh, thì khi mà chính phủ họ uh, audit á uh, thì cái điều đó rất là nguy hiểm thì uh, ở đây chúng tôi cũng uh, uh, có chia sẻ vì ha uh, có một cái trường hợp uh, ông đó đó ông cũng là một cái kỹ sư có um, à, bằng cấp đàng hoàng uh, có um, tiền lương cũng cao lương kỹ sư á uh, nhưng mà uh, đi làm về cũng có nhiều thời gian sẵn, chúng ta cũng mở một cái office để mà khai thuế cho cộng đồng nhưng mà vì muốn có nhiều người uh, đến khai thuế đó, cho nên ông ta thay uh, thuế khống À, cho những cái người thân chủ á để mà lấy lại tiền thuế nhiều á rồi vào năm sau đó à, as á, sở thuế họ phát giác ra à, họ đưa ra tòa rồi ông phải ở tù 2 năm ừ, tuy rằng ông nói rằng ông chỉ khai cho người ta thôi nhưng mà vì muốn có nhiều người muốn có nhiều thân chủ tới à, nên nếu mình không có À, à, làm cho mình mà làm cho người khác cũng là tiếp tay cho người khác à, khai thuế không để lấy lại thiền thuế nhiều á. đương nhiên đối với những cái tài sản của cải vân vân bất cứ gì à, nếu mình làm đúng luật đúng pháp ở từng tiểu bang ở Kentucky hay Texas, Cali vân vân theo luật tiểu bang thì mình cứ làm khai thuế như vậy thay thuế à, tiểu bang liên bang. À, khai thuế cao đi hay cd vân vân à, thì nhờ những cái thuế đó tiền thuế đó mới có những cái dịch vụ an sinh xã hội để giúp đỡ người nghèo người già lớn tuổi vân vân à, nếu mình không có à, làm đúng đó, ha, thì là mình tổn công đức phước báo của mình à, có thể mình bị tù tội sau này à, nên đối với người phật tử mình phải biết những điều đó từ người chi người mà hành hạnh bồ tát nếu mình có những cái à, gì mà mình có thể chia sẻ được mình chia sẻ à, cho ra được nhiều thì mình cho ra à, chứ đừng có nghĩ đến những việc mà lấy vào cho mình à, à, cho ra thì mình tạo công đức phước báo cho mình à, đóng góp à, qua việc mà đóng thuế cho chính phủ cho chính quyền sở tại đây đó cũng là chính là cái cách thức mà chúng ta chia sẻ À, Phước báo của mình với à, dân chúng trong vùng ừ, hoặc là cũng là cách mà làm tròn cái bổn phận của người công dân à, à, và những cái tiền đó đó sau này mình lớn tuổi à, mình cũng được hưởng à, khi mình về hưu ừ, đó nên nói chung mình cứ làm theo đúng luật đúng pháp thì không có gì mà sợ đương nhiên đối với à, À, những cơ sở tôn giáo á, ở xứ mỹ này à, có cái sự ưu ái là được miễn thuế à, thì mình thì theo như vậy thôi à, họ cho miễn thuế cho những cái cơ sở tôn giáo không phải chỉ riêng Phật giáo bất cứ tôn giáo nào à, à, rồi những cái phần thuế nào mà được miễn được miễn trừ á, thì mình cứ khai thật à. ừ, đó là mình giữ sự chân thật ở chính mình À, bằng không là mình à, tổn công đức phước báo rồi nhiều khi bị tù tội nữa ha thì nên à, ở đâu cũng vậy à, à, khi xưa à, thời trước thời đức phật trong thời đức phật và sau thời đức phật cho đến bây giờ à, rồi bất cứ chỗ nào um, đây là cái golden rule à, là những cái luật vàng luật căn bản à, để cho bất cứ ai cũng phải theo À, vì sao càng văn minh thì càng có cái nhiều cái lỗ hổng, còn có nhiều cái vấn đề à, và khi mình giữ cực tâm ngay thẳng thì không có gì mà sợ hãi hết trơn đó à, mình lúc nào cũng nghĩ đến người khác à, cũng sẵn sàng chia sẻ à, sẵn sàng cho ra thì mình không có à, bị lo mà bị phạm phải những cái điều này à, tuy rằng con người ai cũng à, yêu mến à, À, muốn có nhiều tiền bạc à, Nhiều à, 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 Tài sản của cái vật chất à, Đương nhiên ai cũng muốn bảo vệ Những cái tiền bạc của cái vật chất đó à, Thì mình cũng vậy Mình muốn giữ của mình Thì mình cũng phải à, tôn trọng à, Những cái tài sản của cả người khác à, Rồi bên cạnh đó là người Phật tử Bên cạnh đó là người Hành hạnh Bồ Tát Mình còn chia sẻ thêm nữa Cho ra nhiều thêm nữa Đừng nói chi là cái việc này Nên khi mình hiểu được như vậy đó Mình sẽ Không thể nào mà mình phạm được cái giới này Chúng ta nhớ Trong Phật Pháp có tứ nhiếp Pháp Bố thí Ái ngữ, lợi hành, đồng sự Chúng ta biết cái hành bố thí À, cũng là cái hạnh đầu tiên Của à, 6 à, độ Hay là lục độ vạn hạnh à, Bố thí tiền tài vật chất Là bố thí ngoại tài à, 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 Bố thí nội tài là à, Máu tủy của mình à, Hay là à, Bộ à, Organ của mình Khi mình à, mất rồi đó à, à, Đó là bố thí à, Tài à, rồi à, bố thí vô ý à, khi thấy người khác khổ sở khi thấy người khác buồn phiền lo âu vân vân mình khuyên lơn họ khiến cho họ an tâm khiến cho họ an lạc à, khiến họ không còn bị sợ à, hãi nữa đó chính là bố thí vô ý à, rồi bên cạnh đó mình bố thí pháp ừ, bố thí pháp chia sẻ Phật pháp chia sẻ những bài pháp cho người khác nghe để họ hiểu để họ tu tập rồi bớt um, khổ bớt đau đó là bố thí pháp ừ, cho nên cái pháp bố thí này là cái pháp đầu tiên và đương nhiên chúng ta thấy gần như tất cả tôn giáo lớn trên thế giới bây giờ ai cũng đều khuyến khích những tín đồ hay là những phật tử à, hành, hành bố thí rồi, nhưng mà đương nhiên đối với phật um, tử chúng ta chúng ta hiểu ha à, bố thí phải có cái trí huệ phát triển lòng từ bi phải có trí huệ à, cho đúng thời đúng lúc vân vân à, để có khi nào tôi có duyên tôi sẽ nối lại cái hành bố thí mà trong kinh đại vô tích có nói ha nói chung à, hành bố thí là một cái hành rất là quan trọng cũng là rất căn bản cho người phật tử tại gia cũng như người mà thọ giới bồ tát nếu mình không có hành mà lại lấy à, đồ vật của chúng sanh à, trộm cướp đồ vật của chúng sanh đe dọa hay là tìm cách này cách nọ để à, cướp đoạt tài sản của họ đó chính là à, làm trái ngược cái tâm hành của người phật tử trái ngược cái tâm hành của một vị à, phát tâm hành hạnh bồ tát ừ. nên mình phải à, giữ gìn à, À, cái giới pháp này à, và đương nhiên à, nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến người khác lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến à, à, những cái sự an vui Và hạnh phúc người khác à, thì mình không có cái tâm niệm nào để mình lấy đồ của người khác cho mình à, à, và trong kinh lăng nghiêm á đức phật này cũng có dạy đó à, nếu tâm trộm cướp mà không có diệt trừ thì rất khó mà thoát khỏi trần lao dù có nhiều cái trí huệ hoặc dù có nhập thiền định đi nữa nếu không có đoạn trừ cái tâm đó đó thì chắc chắn sẽ lạc vào đường tà nên đây là điều mà Đức Phật này nhắc không những trong kinh điển Bắc Tông kinh điển Đại thừa mà kinh điển Nam Tông cũng vậy dù có cái trí huệ cao siêu đi nữa dầu có thiền định nhiều đi nữa nếu không có buông xả được uh, chuyển hóa được cái tâm trộm cướp á thì khó lòng mà uh, nhập định khó lòng mà thoát khỏi. cái vòng sinh tử luân hồi uh, thì lúc nào cũng bị um, lo lắng uh, khi mình gạt gẫm người khác khi mình lấy của người khác thì chắc chắn là tâm mình lúc nào cũng bất an mà tâm bất an thì khó lòng nào mà tâm được định mà không định thì làm sao có Trí Huệ ừ, cho nên Đức Phật ngài nhắc lại dạy chúng ta để chúng ta cố gắng ha, à, giữ tâm mình à, trong bất cứ mỗi thời mỗi lúc làm đúng luật đúng pháp à, đúng cái lương tâm của mình à, đúng theo lời dạy của Phật à, thì tâm của mình lúc nào cũng được ăn lạc thanh thản hết ha. giờ thôi cũng quá giờ à, chúng tôi xin tạm dừng ở đây À, để kỳ sau ông tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ. Yeah. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.